Nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, trong các ngày mùng 7 và mùng 8 tháng 2, Hội Nhà báo tỉnh Quảng Ninh, Thường trú Báo Nhân dân tại Quảng Ninh, phối hợp với các tổ chức doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, trao tặng rất nhiều các phần quà ý nghĩa cho các lực lượng đang làm việc tại hai bệnh viện giã chiến số 2 và số 3 tại thành phố Hạ Long và các hộ nghèo tại các huyện Tiên Yên, Ba Trẻ và Bình Liêu. Tại huyện Tiên Yên ngày mùng 7 tháng 2, đoàn đã trao 50 suất quà, bao gồm nhu yếu phẩm và tiền, 5.000 khẩu trang y tế để giúp đỡ các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Trước đó, Thường trú Báo Nhân dân đã trao tặng 2.500 khẩu trang y tế cho huyện Ba Trẻ, 5.000 khẩu trang y tế cho huyện Bình Liêu. Trong ngày 8 tháng 2, đoàn đã tặng các ấn phẩm báo Tết Tân Sửu 2021 và 5.000 khẩu trang y tế cho các y bác sĩ và những người được cách ly tại hai bệnh viện giã chiến số 2 và số 3 của tỉnh Quảng Ninh. Đây là việc làm ý nghĩa của những người làm báo Quảng Ninh và các cơ quan báo chí trung ương thường trú trên địa bàn, động viên, khích lệ tinh thần các cán bộ ngành y tế trên tuyến đầu chống dịch giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn vui tết và đón mừng xuân mới